Golfer Vũ Tiến Mạnh biết đến golf khá muộn. Năm 2022, anh mới bén duyên với môn thể thao này. Và cũng như bao golfer khác, anh đã yêu luôn golf từ cái nhìn đầu tiên. Sau 6 tháng tập luyện chăm chỉ, anh gia nhập câu lạc bộ G84, một câu lạc bộ dành riêng cho những người yêu golf có cùng sinh năm 1984. Nhập gia tùy tục, G84 là câu lạc bộ nổi tiếng với phong trào đấu match play ở hầu hết các giải outing. Do đó, tham gia câu lạc bộ là golfer Vũ Tiến Mạnh cũng được tiếp cận và làm quen với thể thức thi đấu này. Anh nhanh chóng tập luyện và vượt qua các vòng qualify tuyển chọn thành viên, đồng thời lọt vào đội tuyển câu lạc bộ để tham dự giải vô địch 12 con giáp năm 2022. Tại giải đấu này, golfer Vũ Tiến Mạnh được ghép cặp cùng với golfer Lê Văn Bình, chủ tịch câu lạc bộ G84 hiện tại, để thi đấu nội dung foursome ở bảng H. Cả hai đã giành chiến thắng trước cặp đôi khá mạnh của câu lạc bộ Châu Vàng và mang về một điểm cho đội tuyển. Năm đó, câu lạc bộ G84 đã về vị trí thứ 3 chung cuộc. Từ đấy dẫn đến là trong cuộc sống chúng tôi có giao lưu với nhau và chơi với nhau nữa, dẫn đến bây giờ là chúng tôi là bạn thân của nhau trong cuộc sống. Năm 2023, golfer Vũ Tiến Mạnh được các thành viên trong câu lạc bộ tin tưởng và bầu làm tổng thư ký câu lạc bộ. Anh cùng các thành viên trong ban điều hành đã tạo nên một cuộc cách mạng mới trong việc tổ chức các giải đấu trong năm của G84, đó là thống nhất tổ chức các giải outing của G84 đều thi đấu match play thay vì đấu stroke play. Cùng với đó là tổ chức các giải đấu mang tên Đại hội Match Play, tổ chức giải đấu Derby Cup giữa G84 miền Bắc và G84 miền Nam, thi đấu theo thể thức Match Play tại sân Montgomery Sling, Đà Nẵng. Tiếp tục nhận được sự tín nhiệm của ban điều hành cùng các thành viên câu lạc bộ, golfer Vũ Tiến Mạnh đảm nhiệm vai trò tổng thư ký câu lạc bộ năm 2024. Tại các giải đấu của W Group tổ chức, anh còn tham gia với vai trò là bình luận viên hiện trường nhằm mang đến cho người yêu golf những hình ảnh đẹp nhất, mới nhất qua từng hố của mỗi trận đấu. Anh cũng là một trong những golfer rất yêu quý giải WGHN Tournament Race to South Africa 2024. Anh đã đăng ký tham dự giải từ chặng đầu tiên cho đến chặng thứ tư tại FLC Golf Links Quy Nhơn và may mắn đã đến với anh khi giành chức vô địch bảng A với điểm net là 69 gậy âm 3. Một ngày thi đấu thật là sự may mắn. Rất may mắn là tôi đã đoạt được chức vô địch bảng A. Bên cạnh cúp quà dành cho nhà vô địch bảng A, golfer Vũ Tiến Mạnh còn nhận được một tấm vé đi Nam Phi để giao lưu cùng các golfer chuyên nghiệp bên đó. Một chuyến đi Nam Phi đó là một cái giải thưởng rất là lớn của ban tổ chức giải đã đề ra, đã trao giải cho tất cả những golfer được đặt giải tại tất cả các bảng. Thì đó là một cái chuyến đi rất là khá là thú vị, bởi đất nước Nam Phi là một đất nước rất phát triển và chúng tôi cũng mong muốn để tới đó du lịch cũng như là trải nghiệm cộng với lại có thể là business. Golfer Vũ Tiến Mạnh cũng là thành viên thứ 3 của câu lạc bộ G84 giành được tấm vé đi Nam Phi. Trước đó là hai golfer nữ, Nguyễn Việt Hải Hà và Nguyễn Thị Bích Thủy. Hy vọng với giải thưởng này sẽ giúp cho golfer Vũ Tiến Mạnh cùng các bạn trong câu lạc bộ G84 sẽ có thêm nhiều trải nghiệm tại Nam Phi, một quốc gia khá phát triển golf và có nhiều điều thú vị.